cáo nhà tôi kiểu cứ mỗi lần ăn cơm nó như kiểu là một lần khổ ấy các bạn Thì cái việc ăn cơm thì nó khó khăn vậy đấy Cách đây khoảng uh, 2 đến 3 tháng làm, Ăn cơm, cho nó ăn cơm thích vậy đấy Nó ăn thu thút thút, thút thút luôn ấy Nhưng mà bây giờ kiểu bây giờ nó trái tinh trái nếp rồi Ăn uống kiểu nhét nó không nghe cơ Nó cứ kiểu không ăn là không ăn mà Kiểu cứ bón là cái gì mà Nó 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 như hết cả đầu kiểu, Mệt đó chịu được Mà bây giờ tôi nhận ra là Thực ra nói về giới tính ở trong nhà ấy thì tôi có hai thằng con trai thì đúng ra là tôi với cả thằng Tùng với cả thằng Nhu Nhi là nó sẽ phải cùng một phe để chống lại phe bên kia là gồm có mẹ tôi, ừ, có vợ tôi và có con em tôi. Nhưng mà hình như là mọi người trong nhà đang định hướng cho hai thằng này để biến tôi trở thành một con ác quỷ hay sao ấy. Dạo này tôi mới nhận ra các bạn ạ. Cứ lúc nào ví dụ như là thằng Tùng đang ngồi học bài chẳng hạn, tôi lên một cái là học bài đi bố độ lên kìa thằng cáo ăn cơm này ai có ăn ông bố đánh nha ông thằng tùng nhà tôi nó nghịch nghịch một tí là bà nội bắt đầu là, tùng ơi không nghịch nữa bố nó mặt vào tường này tôi bảo, kìa. rõ ràng tôi là một thằng suốt ngày bế với thằng này ừ suốt ngày trông với cái thằng này kiểu bọn tôi chơi nhau thân dã man luôn nhưng mà cả nhà lúc nào cũng kiểu định hướng cho hai thằng này khiến kiểu tôi trở thành phe ác ở trong cái nhà này sợ dã man luôn khổ đéo chịu được ừ đéo biết giải thích như thế nào luôn nhưng mà nó mệt mỏi lắm không ạ ngày có câu bố kìa. Bố kìa con ơi. Bố đánh đấy nha.